Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine ông Volodymyr Zelensky đều lên tiếng về vụ tai nạn máy bay xảy ra ở tỉnh Tver, Nga vào hôm 23 tháng 8, được cho là chở lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner Nga, ông Yevgeny Prigozhin. Theo đó, người đứng đầu nhà nước Nga cho biết, theo thông tin sơ bộ cho thấy dường như có một số thành viên Wagner trên chuyến bay. Đây là những người đã đóng góp cho chiến dịch của chúng ta ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không quên điều này. Bên cạnh đó, ông Putin nhận xét rằng ông trùm Wagner là người có nhiều tài năng và đóng góp đáng kể trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông Putin nói rằng, đã biết ông Prigozhin từ đầu những năm 1990 và mô tả ông Prigozhin là một người có số phận trắc trở. Ông Putin thông tin thêm, ông ấy đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời, nhưng cũng đạt được một số thành tựu cho riêng mình và cho sự nghiệp chung của chúng ta, Nga, thời gian qua. Tuy nhiên, số phận thực sự của ông trùm tập đoàn quân sự Wagner vẫn chưa được ông Putin trực tiếp đề cập đến. Hãng thông tấn TASS đưa tin, nhà lãnh đạo Nga lưu ý vụ việc đang được điều tra và cần phải đợi kết quả chính thức. Theo ông, cuộc điều tra sẽ được thực hiện đầy đủ và kỹ lưỡng, nhưng sẽ mất thời gian. Trong ngày 24 tháng 8, theo thông tin từ CNN, ông Zelensky nói rằng ông không có bình luận gì về số phận của ông trùm Wagner. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Prigozhin và nhóm Wagner đã mang đến cho Ukraine quá nhiều cái chết đến nỗi không thể nói điều gì tốt đẹp về những người này. Người đứng đầu nhà nước Ukraine chia sẻ, đó là bản án cho ông trùm Wagner, không có gì để bình luận cả. Ông cũng phủ nhận Ukraine liên quan gì đến vụ tai nạn nói trên. Hôm 23 tháng 8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận một máy bay đã lao xuống đất ở vùng Tver của Nga, khiến cả 3 thành viên phi hành đoàn cùng 7 hành khách trên máy bay thiệt mạng. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết, Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner có mặt trên chiếc máy bay cùng với một số chỉ huy cấp cao của Wagner. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, máy bay gặp tai nạn là Embraer 135 VJ Legacy 600. Đang trong hành trình từ Moscow đến St. Petersburg vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24, một máy bay thứ hai được cho là có liên quan đến ông Prigozhin với số đuôi RA-02878 đã rời Moscow ngay sau khi máy bay đầu tiên cất cánh. Tuy nhiên, máy bay này đã quay trở lại và hạ cánh sau khi có tin tức về vụ tai nạn. Mặc dù cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga nói rằng ông Prigozhin có mặt trên máy bay Embraer 135 VJ Legacy 600, nhưng cơ quan này không tuyên bố rõ ràng rằng thủ lĩnh Wagner đã thiệt mạng. Theo Russia Today, tính đến tối ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, các quan chức Nga cho biết họ đã tìm thấy 8 thi thể, nhưng chưa có thi thể nào được công bố danh tính, tất cả đều được mô tả là bị bỏng nặng. Một số cơ quan truyền thông Nga xác định số đuôi của máy bay gặp nạn là RA-02795, được cho là máy bay của ông Prigozhin. Chiếc RA-02795 gặp nạn khi thực hiện chuyến bay từ thủ đô Moscow đến thành phố St. Petersburg. Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay chở ông Prigozhin dường như hỏng cánh chính, quay nhiều vòng trên không rồi rơi nhanh xuống đất. Theo Reuters, dòng máy bay Legacy 600 được ông trùm Wagner sử dụng để đi lại có hồ sơ an toàn tốt. Dòng máy bay này chỉ ghi nhận một vụ tai nạn trong hơn 20 năm phục vụ và vụ tai nạn không liên quan đến lỗi kỹ thuật. Chiếc Legacy 600 được đưa vào sử dụng từ năm 2002 với gần 300 chiếc được sản xuất cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 2020. Trong 20 năm qua, chỉ có một vụ tai nạn được ghi nhận liên quan đến Legacy 600 xảy ra vào năm 2006 khi máy bay này đâm vào một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Gol trên đường từ nhà máy Embraer ở Brazil tới Mỹ. Mặc dù máy bay bị hư hại nhưng phi công đã kịp thời hạ cánh máy bay Embraer và không có người thiệt mạng hay bị thương. Trong khi đó, toàn bộ 154 hành khách trên chiếc Boeing 737 thiệt mạng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ, các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc ở hiện trường. Ủy ban điều tra Nga thông báo họ đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay. Sau vụ máy bay chở ông trùm Wagner gặp nạn ở Nga vào ngày 23 tháng 8, các chiến binh từ tập đoàn Wagner đang thành lập các đoàn xe để rời trại của họ ở Belarus đến Nga. Tờ The Kiev Independent dẫn các nguồn tin ở Belarus cho biết, một số trại quân sự của Wagner đã được dỡ bỏ vào tối 23 tháng 8 và các thành viên của công ty quân sự tư nhân này đang thành lập các đoàn xe để rời khỏi Belarus. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết,
các đoàn xe có thể đang hướng tới biên giới với Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine tại Belarus, chính phủ Belarus không cho phép nhóm lính đánh thuê Wagner rời đi. Các cơ quan đặc biệt của Belarus được cho là cố gắng chặn các đoàn xe này ở biên giới. Trước đó, vào tháng 6, sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của ông Prigozhin, tập đoàn Wagner đã thành lập các căn cứ ở Belarus và chính thức hợp tác với Bộ Quốc phòng Belarus. Theo The Guardian, các báo cáo gần đây tiết lộ hàng trăm tay súng Wagner tại các căn cứ Belarus bắt đầu rời khỏi nước này. Một số người được cho là không hài lòng với mức lương thấp, trong khi người khác chuyển đến làm việc ở Tây Phi. Lực lượng Wagner tại Belarus đã giảm khoảng 1/4 quân số so với hơn 5.000 người ban đầu. Dấy lên nhiều giả thuyết xung quanh vụ rơi máy bay của trùm Wagner. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng về vụ rơi máy bay có thể đã khiến ông trùm Prigozhin và một số chỉ huy thiệt mạng. Trong khi đó, tại Nga, những giả thuyết liên quan đến vụ việc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Một chuyên gia về Nga của tổ chức nghiên cứu các vấn đề quốc tế Chatham House, KUKU, cho rằng nên thận trọng khi đưa tin về cái chết của ông Prigozhin vì có thể có những người cố ý đổi tên giống Prigozhin. Cụ thể, chuyên gia nói, nhiều người đã đổi tên thành Yevgeny Prigozhin như một phần trong nỗ lực nhằm che giấu hành tung của ông ấy. Daily Mail dẫn một nguồn tin giấu tên cũng đưa ra giả thuyết ông Prigozhin có thể đã ở trên một chiếc máy bay khác. Họ cho biết chiếc máy bay bị rơi dù thuộc về ông Prigozhin, nhưng ông thường sử dụng một chuyên cơ khác. Một chiếc máy bay thứ hai cũng được cho là có liên hệ với ông Prigozhin đã được phát hiện di chuyển lòng vòng trên bầu trời Moscow sau vụ tai nạn, làm dấy lên suy đoán rằng ông chủ Wagner có thể không ở trên máy bay gặp nạn. Cho đến hiện tại, chưa có giả thuyết nào là được khẳng định hoàn toàn. Tung tích số phận của ông trùm Wagner vẫn còn là bí ẩn. Trong khi còn nhiều nghi vấn xung quanh vụ rơi máy bay có thể khiến ông trùm Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của Wagner thiệt mạng, số phận của lực lượng này cũng được bàn tán. Ngày 23 tháng 8, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga thông báo ông chủ công ty quân sự tư nhân Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này có tên trong danh sách hành khách trên máy bay tư nhân rơi ở Nga, khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng. Chủ sở hữu của chiếc chuyên cơ Emperor Legacy 600 gặp nạn được xác định liên quan đến Prigozhin. Theo danh sách nạn nhân được giới chức Nga công bố, ngoài ông trùm Prigozhin còn có Dmitry Utkin, người được cho là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông và cũng là nhân vật chủ chốt của Wagner. Được biết, ông Utkin là một cựu sĩ quan tình báo Nga và từng hoạt động ở Syria. Một số nguồn tin cho rằng ông Utkin tham gia tổ chức một cuộc tuần hành của đoàn xe Wagner tiến vào Moscow trong vụ nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6. Báo cáo từ các kênh truyền thông xã hội của Nga liên quan đến Wagner cho thấy các thành viên khác trong ban lãnh đạo của Wagner có thể cũng đã có mặt trên chuyến bay. Nếu thông tin về trùm Wagner Prigozhin tử nạn trên chiếc máy bay bị rơi được xác nhận, đội quân Wagner rõ ràng như rắn mất đầu. Mặc dù đã có những tên tuổi được đồn đoán sẽ thay thế ông Prigozhin, nhưng liệu ai trong số họ có khả năng thay thế vẫn chưa chắc chắn. Trước đó vào hồi tháng 6, cựu phó nguyên soái không quân Anh Sean Bell vào hồi tháng 6 từng nhận định nếu không có Prigozhin, Wagner không còn ý nghĩa. Cụ thể ông nói, nếu trụ cột của Wagner là Yevgeny Prigozhin thì thật khó để biết nó sẽ tồn tại thế nào tiếp theo đây. Trước đó vào năm 2014, Prigozhin thành lập Wagner, một công ty cung cấp lính đánh thuê. Ban đầu, lực lượng này chỉ hoạt động ở miền đông Ukraine khi xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine với lực lượng ly khai. Vài năm sau đó, Wagner bắt đầu mở rộng mạng lưới hoạt động tới một vài quốc gia châu Phi trong lĩnh vực chính là an ninh và cố vấn. Wagner hoạt động tích cực nhất ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi, Libya, Mali và Sudan. Ngoài ra, Wagner tăng hiện diện ở châu Phi dường như để thực hiện các hợp đồng khai thác khoáng sản có giá trị cao. Thậm chí, Wagner từng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, đặc biệt tại chiến trường Bakhmut ở miền đông. Tuy nhiên, lực lượng này rút khỏi Ukraine và chuyển đến Belarus sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga. Tại Nga, các hoạt động của Wagner cũng bị gián đoạn trong suốt 2 tháng qua, khi có vẻ như ông Prigozhin và các đồng minh tìm kiếm một vai trò mới. Các báo cáo gần đây cho thấy khoảng 5.000 tay súng Wagner đã tới Belarus, nhưng hiện chỉ còn hơn 1.000 thành viên ở lại đây, trong khi số khác chuyển đến Tây Phi. Với việc Wagner đã rút khỏi Ukraine sau trận chiến khốc liệt ở Bakhmut, câu hỏi lớn nhất là liệu họ có thể tiếp tục hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào ở các quốc gia châu Phi, nơi họ từng hoạt động hay không. Có ý kiến cho rằng Wagner đã đến hỗ trợ chính quyền quân sự ở Mali, một động thái góp phần khiến Pháp quyết định chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài gần một thập kỷ ở đó.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!